Mình chào các bác trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Em là kỹ sư nông nghiệp Ngọc Hoa. Hôm nay muốn chia sẻ với các bác một chủ đề dựa theo câu hỏi mà các bác đã comment trên kênh Hoa Vườn Nhà. Là con bác đã hỏi bên chỗ như Ngọc Hoa là bác ấy đi mua một cái chậu hoa hồng tại tại quán hay tại nhà vườn này đó. Em không nhớ chính xác. Tại vì là bây giờ là đang đang không có đọc ở trên kênh nên là em không nhớ chính xác là bác ấy mua ở quán hay ở trên hay ở trong trong nhà vườn á. Thì cái bác mà bán cái chậu cây hoa hồng ấy cho bác ấy thì bác ấy chia sẻ là như này. Tôi bán kèm cho bác một cái chậu hoa hồng này cộng với một gói phân bón NPK này. Một gói bột đỗ tương này thì các bác sẽ sử dụng cái loại phân bón này, cái bột đỗ tương đấy bón cho hoa hồng ấy quanh năm mà không cần phải đổi lại phân bón cũng được. Thì bác hỏi em là nhà vườn nói như vậy hay quán nói như vậy thì có đúng hay không ấy, và cũng mong muốn nhận được chia sẻ từ bên chỗ nhà Ngọc Hoa. Thì Ngọc Hoa cũng chia sẻ một chút như này. Về phân bón đối với lại cây trồng ấy thì yêu cầu phải đảm bảo 5 nguyên tắc. Thứ nhất là đúng loại phân bón, bón đúng thời điểm, đúng lúc, đúng mùa vụ, bón đúng cách và bón phân cân đối hợp lý. Như này ví dụ nhé, các bác sẽ thấy luôn là ví dụ bên nhà Hoa sẽ giới thiệu các bác là bón phân NPK đó là ba cái loại phân phân đa lượng mà cần thiết nhất cho cây trồng. Nhưng tất nhiên là không phải là chỉ bón ba cái loại phân bón đấy là đủ. Bởi vì là ngoài cái phân đa lượng ăn, nếu các bác bón nhiều, bón trong thời gian dài và không thay đổi loại phân bón, nó sẽ nếu mà bón nhiều bón thừa nó sẽ làm chai đất. Không đổi loại phân bón nó cũng sẽ làm chai đất. Nếu bón nhiều thì có thể mưa này thì nó sẽ bị rửa trôi, bị xói mòn, bị rửa trôi xuống tầng sâu cây, không thể sử hấp thụ được, không thể sử dụng được. Còn nắng thì nó bị bốc hơi. Còn nếu mà các bác bón ít quá, nó không thể sử dụng được, không đủ để sử dụng ấy, thì cây nó cũng còi cọc, nó sinh trưởng kém và phát triển kém. Nên là cái việc bón phân cân đối rất là hợp lý và đúng lúc. Đúng lúc là đúng như nào? Đúng lúc tức là đúng vào cái thời điểm sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Ví dụ như trong giai đoạn sinh trưởng thì cây sẽ cần rất là nhiều đạm này, đặc biệt là đạm, hai là lân. Đó, còn nếu như mà để các trong cái giai đoạn mà ra hoa kết quả thì cái hàm lượng lân thì cần cao hơn một chút các bác nhé. Còn nếu như mà các bác đối với cây cảnh ấy muốn chơi hoa, muốn chơi hoa, hoa nó bền hơn, nó thắm hơn ấy, thì các bác sẽ lưu ý cái hàm lượng cái thành phần cái phân NPK đấy, cái hàm lượng kali nó phải cao hơn. Nên là đấy là cái nguyên tắc mà bón đúng lúc là như thế. Cái thứ hai là bón đúng thời tiết và mùa vụ. Ví dụ như là thời tiết cái mùa nắng này, mùa nắng ở ngoài miền Bắc nhé các bác nhé, thì các bác có thể sử dụng hai phương thức bón. Một là đào rãnh, đào rãnh ở trên cây trồng này. Ví dụ như là cái cây hồng bên chỗ mình này thì mình sẽ đào rãnh nhỏ sâu khoảng tầm 5-10 cm, sau đó giải phân vào, lấp đất lại để hạn chế cái sự bốc hơi, để giảm thiểu cái khả năng là mất hàm lượng phân bón một cách lãng phí. Hoặc cách thứ hai là tưới, hòa phân bón ra tưới hoặc là phun. Sẽ tùy từng loại phân bón để chúng ta áp dụng những cái cách cho khác nhau. Chúng ta có thể là bón theo rãnh, bón theo hàng, bón theo hốc, hoặc là bón theo hàng rạch ấy, chúng ta rạch xuống lấp lên, hoặc là chúng ta tưới phun, tùy từng loại cho nó phù hợp. Và tiếp theo bón phân thì bón phân phải cân đối hợp lý. Ví dụ như là ở cái bất kể giai đoạn nào của cây ấy, thì cây cần đều cần phải có ba cái yếu tố đa lượng, phân đa lượng, đấy là đạm, lân và kali. Nhưng mà ở cái mỗi giai đoạn khác nhau, ví dụ như là giai đoạn sinh trưởng cây con ấy, chúng ta sẽ ưu tiên cho những cái loại phân có hàm lượng đạm nhiều để cây nó sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Khi mà cây nó kích thích ở cái giai đoạn mà chúng ta cần kích thích nó ra hoa, ra quả ấy, thì cái hàm lượng phân đạm ấy sẽ phải giảm đi. Khi sinh trưởng thì nó giảm đi thì người ta nó mới phát dục được, thì nó mới ra hoa kết quả được. Và nếu như trong cái giai đoạn ra hoa, trước khi ra hoa, khi nó đã phân hóa mầm hoa rồi, các bác sẽ bón kali nhiều hơn một chút. Và ngoài ra thì ở cái mùa hè, đặc biệt là mùa hè miền Bắc nhé, thì bên nhà Ngọc Hoa luôn ưu tiên một số loại phân. Thứ nhất là phân hữu cơ. Phân hữu cơ ví dụ như là phân chuồn quế này,
Hoặc là phân hữu cơ vi sinh này. Bên hữu cơ vi sinh thì có rất là nhiều loại, như của bên Sông Danh chẳng hạn các thứ, nhưng Ngọc Khoa không quảng cáo. Nhưng Ngọc Khoa cũng thỉnh thoảng dùng đến, bởi vì là nhà mình thì hay hay dùng những cái loại phân bón hữu cơ mà tự nhiên hơn, ví dụ như là phân bò này, phân bò, ủ hoai mục nha các bác nhé, tất cả các loại phân hữu cơ đều phải ủ hoai mục, hoặc là phân gà này, hoặc là cái rác thải sinh hoạt đấy, rác thải sinh hoạt của mình ấy, ví dụ lá rau cuộn rau ấy, hoặc là cám các thứ mình trộn vào mình ủ lên men, mình cũng sử dụng cái phân đấy, nhà Hoa cũng sử dụng nhiều. Cái thứ hai là sẽ ưu tiên sử dụng cái phân bón lá, phân bón qua lá này. Cái phân, những cái phân NPK đa lượng kia ấy, NPK ví dụ như là 12 năm 10, hoặc là 16 16 16, hoặc là 13 13 13, nhà Ngọc Hoa vẫn dùng nhé các bác nhé. Nhưng không ưu tiên. Có nghĩa là thỉnh thoảng vẫn dùng đến nó, nhưng không phải là trong suốt mùa hè sẽ dùng nó, bởi vì là cái thành phần đấy nó ít, rất ít cái phân vi lượng kèm theo. Nếu như bón trong thời gian lâu dài nó sẽ làm chai đất. Thì cái việc nếu như bón lâu dài chai đất thì các bác bón thì nó sẽ không mang lại tác dụng nhiều như mình mong muốn, mà cây nó không hấp thụ được nhiều, nó sẽ gây ra lãng phí. Nhà Ngọc Khoa hay sử dụng một số loại phân bón lá, ví dụ đặc thù là nhà Ngọc Khoa hay sử dụng như là phân bón lá đầu trâu MK501 này, 701 này và 901 này. Ba cái loại phân này là nó sẽ phù hợp cho từng cái giai đoạn khác nhau của cây trồng. Ví dụ như cái 501 này, 501 này nó sử dụng cho cây con là chủ yếu, ở cái giai đoạn cây con này, hoặc là khi mà nó ở trong cái giai đoạn sinh trưởng ấy, chúng ta đang nuôi cây, dưỡng cây thì chúng ta sẽ sử dụng cái 501 này chủ yếu, hoặc là ví dụ chúng ta vừa mới bấm cành, cắt tỉa cành ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Bởi vì ngoài cái thành phần hàm lượng chủ yếu của nó là NPK, tỷ lệ là 30, 15, 10 này, thì nó còn rất là nhiều loại phân vi lượng khác, ví dụ như là canxi, magie, bo, đồng, rồi sắt, rồi manhê, rồi kẽm, rất nhiều cái loại. Và trong này còn có một ít thành phần chất điều tiết sinh trưởng là GA3, thì nó giúp cho kích thích cái quá trình sinh trưởng của cây, làm cho cây nhanh bật mầm hơn, nhanh nảy chồi hơn và ra lá khỏe mạnh hơn. Đấy là những cái giai đoạn mà khi chúng ta vừa cắt tỉa cây xong này, hoặc là cái giai đoạn mà cây non thì chúng ta sẽ sử dụng. À, bên nhà Ngọc Hoa đang sử dụng cái MK501 này. Còn đến khi mà cái cành cây nó đạt đến độ lớn nhất định và nó bắt đầu phân hóa mầm hoa, nó chững lại để nó phân hóa mầm hoa, hoặc là các bác muốn chơi hoa mà các bác không không định tỉa cái giai đoạn đấy để tạo dáng cây nữa, các bác để chơi hoa, thì bên nhà Ngọc Hoa sẽ ưu tiên sử dụng cái đầu trâu MK701 này. Cái loại này là cái loại kích thích ra hoa. Trong này cái hàm lượng phốt pho của nó rất là cao, hàm lượng phốt pho lên đến 30%, NPK 10, 30, 20. Này, cái giai đoạn này khi mà nó kích thích phát triển, kích thích sự ra hoa, thì những tất cả các loại phân bón ấy, ở cái giai đoạn bón cho cái giai đoạn ra hoa, kích thích ra hoa, phân hóa mầm hoa này, thì các bác sẽ nhớ nhé. Hoặc là nếu là NPK thì mua những cái loại mà có hàm lượng đạm thấp. Còn nếu mà không, chúng ta sẽ ưu tiên là bón phân hữu cơ cộng với lại kali, lân, lân rời, kali rời. Nếu như mà chúng ta không muốn sử dụng NPK thì sẽ sử dụng lân rời, kali rời, lân xanh, kali đỏ và phân hữu cơ. Còn nếu mà không thì bên nhà Ngọc Hoa sẽ ưu tiên sử dụng cho cái đầu trâu MK701 này. Bởi vì là cũng giống như 501, ngoài cái ba cái thành phần đa lượng chủ yếu là nitơ này, phosphor này, kali ra, thì nó còn có những cái thành phần vi lượng khác, ví dụ như là magie này, bo này, đồng này, sắt này, mangan, kẽm. Đấy, cái này sử dụng rất là tiện nhé. Các bác nếu như mà muốn để chơi hoa lâu và muốn cắt cắt cành ấy, hoặc sử dụng hoa cắt cành ấy để cắm, thì các bác
Nên bổ sung thêm cả đầu trâu MK901 này nhé. Cái loại này, cái loại mà nó, cái thành phần kali của nó nhiều, nó giúp cho cái hoa nó thắm hơn, nó đẹp hơn, nó lâu tàn hơn. Trong đấy thành phần NPK là 15, 20, 25, nó ưu tiên cho kali rất là nhiều. Và cũng giống như là NK501 và 701 thì nó có thêm vi lượng của magie này, của đồng này, của bo này, của sắt này, của mangan này, của kẽm này. Và nó cả ở cái 901 và 501 thì nó có cả cái chất điều tiết sinh trưởng GA3 nữa nhé các bác nhé. Ba cái loại này, kể cả N không xin lỗi, kể cả 501, 701 và 901 các bác sử dụng với liều lượng rất là nhỏ. Sử dụng 1 gam pha với 1 lít nước để phun trên lá cho cây các bác nhé. Cây các bác nếu trong mùa hè này thì ưu tiên sử dụng phun. Phun thì cái thứ nhất là nó nhanh, cái cây nó nhanh được hấp thu hơn, nó nhanh có tác dụng hơn. Đấy nhất. Cái thứ hai là cái bột này nó rất là bé thôi, nên các bác nếu như mà bón thì nó sẽ không đều, nên là các bác phun thì nó sẽ đều hơn. Còn trong một số trường hợp nhất định ý mà các bác mà cứ không thích phun lại không thích xịt lên lá cho nó, mà túm lại là có một số người rất là kỳ, là rất là thích, yêu thích cái việc bón lên lá, bón xuống đất ấy, mà không muốn phun lên lá, thì các bác sẽ phải trộn với lại đất. Cái này các bác trộn với đất để bón lên nhé, thì nó mới đều được. Chứ còn nếu không, có 1 gam xíu 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 này các bác bón trên cây ấy, nó không, nó rất sẽ hay bị quá cái nồng độ đấy, nên là các bác phải trộn lẫn với đất để bón lên. Bón nếu mà bón theo đất, nhưng mà cái nở cái đầu trâu này, phân bón lá cao cấp đầu trâu MK này này, cả ba cái dòng 901, 501 và 701 này thì các bác ưu tiên nên phun phun hoặc xịt trên lá. Đừng 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 cố chấp là bắt buộc phải bón mày phải bón xuống đất nhá, thì nó tác dụng nó không được như mong muốn thôi đó. Lát lát đấy là cái vị à, quên chút chút. Nãy bác ấy đáp ứng cái câu hỏi của bác ấy là sử dụng một cái loại phân bón NPK ấy, và cái bột đỗ kia thì thực ra nó chính là cái phân hữu cơ, sử dụng quanh năm có được không, thì em khuyên, có một lời khuyên tốt nhất cho bác ấy và các bác chơi chơi hoa cây cảnh nói chung là phân bón thì nên đổi. Bởi vì nếu như mà bón cái gì lâu quá một thời gian ấy, thì những cái hàm lượng phân bón ở trong đấy nó sẽ bị dôi dư. Thứ nhất là có những cái loại phân vi lượng ấy nó không được bổ sung thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng của cây này, phát triển của cây này, và làm cái bộ rễ nó cũng kém phát triển đi. Nên là hầu như ví dụ như là em hiếm khi mà trong một mùa đấy em bón đến tầm 2 đến 3 lần một loại phân bón lắm, rất hiếm khi luôn. Đó, nếu như mà bón phân thì em sẽ quay vòng. Ví dụ như là đợt này bón phân này thì đợt sau bón phân kia thì để làm sao để những cái thành phần vi lượng trong các loại phân bón khác nhau nó sẽ bổ sung cho nhau. Tựu chung lại một cái vấn đề như này là các loại phân bón chúng ta đều phải xem nó phù hợp với loại cây trồng, giai đoạn sinh trưởng của cây và mùa vụ. Ví dụ như là nếu mà mùa xuân thì chúng ta sẽ ưu tiên bón cho phân lân. Nhưng mà nếu mà chuẩn bị đến đến cái mùa đông thì chúng ta phải ưu tiên bón kali để cho nó giữ ấm cho gốc này, giữ ấm cho cây này. Nên là nó sẽ yêu cầu đối với mỗi loại cây trồng, nó sẽ yêu cầu các loại phân bón phù hợp ở từng thời kỳ sinh trưởng. Nên việc mà bác mà comment ở trên trên kênh của em ấy bảo là chỉ sử dụng một cái túi phân bón đấy mà bón trong quanh năm ấy là không phù hợp các bác nhé. Thì mỗi mùa vụ, mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây thì chúng ta sẽ thay đổi những cái loại phân bón cho nó phù hợp nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác nhấn thích video để ủng hộ em nhé. Và nếu mà có gì cần chia sẻ thì comment thì em sẽ ra video.
tiếp theo. Những cái ý kiến comment của các bác sẽ là gợi ý cho những cái video tiếp theo của bên nhà Ngọc Hoa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.